Mới đây, hàng loạt những hình ảnh của cặp đôi Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bị người dân bắt gặp bên nhau từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến mạng xã hội xôn xao. Hình khắc hiếm của cả hai đã được netizen chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn, trang mạng. Sau thời gian dài bị lộ hình tình cảm, chuyện hẹn hò của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cuối cùng cũng có lời giải đáp. Giữa lúc bị khui tin hẹn hò với Đen Vâu và đang mang thai, những chia sẻ trước đó của Hoàng Thùy Linh cũng được cư dân mạng đào lại và nhận được sự quan tâm vào tháng 3 năm 2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong một chương trình talk show rằng Thật ra những gì cần chia sẻ em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu nhạc của mình, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa, em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng nếu không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân, từ trước đến nay vẫn là như vậy. Em chỉ muốn nói thêm về cảm xúc ngày hôm nay rằng Nào có cô gái nào không muốn được có hạnh phúc Phải không anh? Nhất là những cô gái có rất nhiều tổn thương và hiểu lầm Em nghĩ rằng tất cả những người có lòng tốt Khi thấy cô gái ấy có hạnh phúc Thì hẳn sẽ chúc mừng vào năm 2017, nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã từng lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện kết hôn. Cô cho rằng cần giữ cuộc sống đời tư ở một góc riêng và không cần phơi bày tất cả. Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Hoàng Thủy Linh không dám khẳng định điều gì chắc chắn. Thời gian qua, nghi vấn tình cảm giữa Denver và Hoàng Thùy Linh thu hút quan tâm của dư luận. Nguồn cơn chính là thông tin cả hai đã bí mật tổ chức đám hỏi vào đầu năm 2023. Thời điểm tin tức này rộ lên, Denver cho biết anh dành thời gian cho sản phẩm âm nhạc và câu chuyện bên lề sẽ chia sẻ ở một thời điểm sẵn sàng nhất. Trước khi lộ bằng chứng rõ mồn một, một như thế này, cô Mỹ và Denver cực kỳ kín tiếng, thậm chí đến ngày trọng đại là lễ hỏi cũng được giấu kín bưng. Nhìn lại hành trình hai năm qua của Hoàng Thế Linh và Denver là hiểu. Vào tháng 1 năm 2022, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hợp tác gieo quẻ. Mối lương duyên của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bắt đầu khi cả hai hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc gieo quẻ được ra mắt vào tháng 1 năm 2022. Trong MV, Hoàng Thùy Linh lan tỏa nhiều thông điệp tích cực, tạo sức mạnh tinh thần sau đại dịch Covid-19. Đen Vâu hóa thân thành anh Minh Dâu, trang bán rau không đồng, ai xin thì cho, một hình ảnh đẹp, viral khắp mạng xã hội trong thời điểm dịch bệnh bùng phát màn phối hợp của cả hai tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Trong sự kiện bản xâm hạng Binbot chính thức được ra mắt tại Việt Nam, màn kết hợp gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh và Nen Vâu cũng vinh dự xuất hiện ở vị trí cao. Trước công chúng, nam rapper gọi đàn gái vô cùng thân mật là Linh, dù anh nhỏ hơn một tuổi. Nen Vâu dành sự yêu ái cho Hoàng Thùy Linh. Thật ra thì lúc đầu tôi không muốn đứng đây vì công sức hoàn toàn thuộc về Linh. Từ ý tưởng MV cho đến lời nhạc, tôi chỉ phụ một chút thôi. Thế nên khi đứng trên đây, tôi thấy không xứng. Đó là công sức hoàn toàn của Hoàng Thùy Linh và ca khúc rất Hoàng Thùy Linh luôn đúng không? Em xứng đáng và cảm ơn đã cho anh tham gia. Đáp lại những biểu hiện chân thành của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cũng thổ lộ. Phần của anh Đen đã làm cho ca khúc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Thực sự những điều Linh và anh Đen muốn nói đến chỉ là cuộc sống ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả hai anh em chúng tôi. Nhưng chuyện cũ thì bỏ qua, còn hiện tại và tương lai sẽ thật hạnh phúc và bình an. Về chuyện đời tư, khi đó Hoàng Thùy Linh vướng nghi vấn vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ. Thời điểm này, cả hai vẫn gọi nhau là anh em chúng tôi, giữ khoảng cách nhất định trong các hành động và phát ngôn. Tháng 8 năm 2022, cặp đôi xuất hiện trong họp báo nhưng có biểu hiện lạ. Sau sản phẩm trên, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng rất ít có tương tác hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Mãi tháng 8 năm 2022, nam rapper hiếm hoi tham dự sự kiện, anh luôn dành sự ngoại lệ cho Hoàng Thùy Linh. Cụ thể, khi nữ ca sĩ tổ chức họp báo để công bố album Linh, Dan Vô không dự thảm đỏ mà đến sau và ngồi vào một vị trí kín đáo để âm thầm quan sát. Khi được Hoàng Thùy Linh mời lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn thì Dan Vô mới lộ diện. Trên sân khấu, anh đứng ở rìa ngoài cùng và ánh mắt hướng về phía Hoàng Thùy Linh. Tháng 1 năm 2023, dộ tin Hoàng Thùy Linh và Dan Vâu đã tổ chức lễ hỏi. Sau một năm gieo quẻ ra mắt, mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bất ngờ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Nguồn cơn của sự việc chính là vào tháng 1 năm 2023, một nguồn tin thân cận cho biết Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam đảo Vĩnh Phúc. Khi được hỏi tin vui của gia đình Hoàng Thùy Linh, thì một người phụ nữ sinh sống tại khu vực nhà ông Hoàng Thanh Long, bố ruột của nữ ca sĩ, đã khẳng định: phải chuẩn bị cưới rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh đám hỏi, nhưng hôm nọ tôi sang phụ nấu ăn thì mợ dâu của Linh nói cho tôi biết. Nhắc đến đen vâu, người này chia sẻ thêm, phải, cưới đen vâu, tôi nói dối làm gì. Đồng thời, một người đàn ông gần đó chia sẻ thêm, đám hỏi ở dưới Hà Nội chứ không phải ở đây, diễn ra vào một tháng trước rồi. Không biết bao giờ cưới nhưng có ăn hỏi rồi. Nguồn tin trong biết, chính chú ruột của Hoàng Thuy Linh đã chia sẻ tin vui này. Những người sống cạnh nhà của Hoàng Thủy Linh kể rằng, nữ ca sĩ và đen vâu thường về chơi nhưng luôn giấu kín mặt. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, người thân của Nen Vâu đã đến nhà của Hoàng Thùy Linh để thăm hỏi. Bố nữ ca sĩ tổ chức tiệc rất linh đình. Nhiều người hàng xóm cho biết, từ ngày con gái đã được chốt đơn, bố Hoàng Thùy Linh rất phấn khởi, nấu một nồi bánh trưng to và luôn khoe con rể với mọi người. Trước loạt thông tin cực uy tín được lan truyền, Hoàng Thùy Linh và Nen Vâu vẫn không lên tiếng. Đến ngày 15 tháng 1, nam rapper đăng tâm thư nhưng không hề phủ nhận việc chốt đơn Hoàng Thùy Linh. Nen Vâu nói, bản thân đen luôn tâm niệm rằng là một người biểu diễn bước lên sân khấu là nghệ sĩ bước xuống sân khấu là một người bình thường khán giả có yêu có quý mới quan tâm đến mình vậy nên đen luôn nhắc nhở mình rằng bản thân hãy làm những điều tích cực để khán giả của mình luôn đón nhận những điều vui điều tích cực từ trước đến giờ đen không nhắc đến nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh ở giai điệu và lời hát về những việc liên quan đến cuộc sống của đen đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại, Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả. Vào tháng 3 năm 2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ hỏi, Hoàng Thủy Linh chia sẻ trong chương trình Talk Sâu: Thật ra những gì cần chia sẻ em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu âm nhạc của mình, những người theo dõi mình và những anh chị truyền thông nữa, em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng nếu không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân, từ trước đến nay vẫn là như vậy. Khi phóng viên tiếp tục đặt vấn đề, nếu đối diện trực tiếp và rõ ràng thì thông tin Hoàng Thuyền Linh ăn hỏi sẽ mãi là điều tò mò của khán giả. Nữ ca sĩ lại giải thích vòng vo. Đó là cách em trả lời câu hỏi của anh ấy. Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mơ mộng cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu một trong hai thôi, thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương yêu và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ. Tháng 9 năm 2023, Hoàng Thành Linh và Denvo phát loạt tín hiệu yêu thương trong concert. Trong Việt nam Miss Concert hồi tháng 9 năm 2023, Hoàng Thùy Linh và Denvo gây bão mạng xã hội vì công khai có những hành động đánh dấu chủ quyền trước hàng nghìn khán giả. Trong lần lộ diện chung này, Denvo và Hoàng Thùy Linh cùng nhau thể hiện ca khúc mới Miền Đất Hứa, lời bài hát như một màn đối đáp tình tứ giữa nam và nữ. Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh liên tục lặp lại câu hát khiến khán giả cho rằng đây là cách cặp đôi ngầm công khai. Muốn tha anh về đây làm của riêng, gần bên nhau làm em thấy vui, muốn theo chân người đi khắp nơi. Khi biểu diễn, cả hai đưa ánh mắt tình tứ và nở nụ cười hạnh phúc. Nam rapper còn có hành động chủ động cụm tay thân thiết với Hoàng Thùy Linh. Ngoài ra, khi cả hai đang hát trên màn hình, cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cặp đôi trái tim để ngầm lan tỏa thông điệp tình yêu. Tháng 11 năm 2023, cả hai ra sản phẩm chung với nhiều hình đám cưới. Cuối tháng 11 năm 2023, Hoàng Thùy Linh và Vâu lần nữa tái xuất trong MV Miền Đất Hứa. Các khúc được cho là ẩn ý về tình yêu của cả hai đã được trình diễn trong Vietnamese Concert. Trong MV, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu được cho là đạo hóa thân thành cặp đôi cô dâu chú rể trong một hôn lễ vô cùng bất thường. Khung cảnh cuối chính là hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hai mắt giao nhau có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thành lời. Dù tiếp tục né tránh tin đồn yêu và kết hôn với Đen Vâu nhưng Hoàng Thùy Linh lại nhắc về tình yêu. Linh nghĩ rằng hữu hiện trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một miền đất hứa chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong ta sẽ tìm thấy nó khi được sống trong tình yêu thương được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn